Hôm nay trước ban thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoan nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phong ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới. Niềm hạnh phúc chân an mãi không hề vơ. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân ân mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cộng đoàn, kính thưa bà con hai họ, đặc biệt hai bạn trẻ hôm nay là anh Giuse Đào Văn Tùng và chị Anna Nguyễn Thị Hà, rất thân mến. Hôm nay tại ngôi thánh đường của giáo xứ, rất hân hoan chào đón anh chị đến trước bàn thờ Chúa và giữa cộng đoàn đây để nói lên người sự ưng thuận mà sau bao nhiêu ngày tháng anh chị đã tìm hiểu một cách chính chắn, để rồi hôm nay giữa cộng đoàn trước mặt Chúa, anh chị sẽ nói lên lời ưng thuận đó. Lời ưng thuận đó sẽ được Thiên Chúa đón nhận và Ngài đã sẽ chúc phúc cho anh chị. Có thể nói hôn nhân chính Đức Giêsu đã thiết lập và Ngài đã nâng lên một bí tích cao trọng và đã được Thiên Chúa đóng ấn. Chia sẻ trong ngày vui thành hôn của hai anh chị, không gì quý hơn là cộng đoàn chúng ta cùng với đôi bạn này, cùng với những người thân yêu hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Chúa, đồng thời cầu nguyện cho anh chị lãnh nhận được dồi dào ơn Chúa trong đời sống hôn nhân qua bí tích, để rồi anh chị bắt đầu thiết lập một gia đình mới, gia đình noi theo gia đình thánh Nazareth năm xưa, để rồi mãi mãi anh chị sẽ luôn ở bên nhau trong từng giây phút, từng ngày ngập tràn hạnh phúc cho đến khi cùng nhau đoàn tụ trên nước trời. Đó là lời mà cộng đoàn và mọi người hôm nay đang hiện diện ở đây cầu chúc cho anh chị. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy cùng nhau bước vào thánh lễ hiệp cùng những người xin lễ. Xin cho linh hồn Lorenzo, xin cho các linh hồn tổ tiên nội ngoại, xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau hân hoan bước vào thánh lễ. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, cho người thiện tâm, chúng con là người Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên yêu đức Chúa Cha, xin thương xóa chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Có Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhầm lời chúng con khẩn nguyện và đói thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Đào Văn Tùng và chị Anna Nguyễn Thị Hà, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin
Nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Châm Ngôn: Ai sẽ tìm được người vợ đảm đang, nàng đáng giá hơn châu ngọc, chồng nàng đặt tin tưởng nơi nàng và ôm được nhiều lợi lộc. Suốt đời nàng mang lại may mắn cho chồng chứ không gây ra tai họa. Nàng đã kiếm được len và sợi gai rồi hăng hái ra tay làm việc. Nàng tra tay vào cọc sợi và ngón tay nàng nắm chặt con thoi. Nàng rộng tay giúp người túng cực và đưa tay cứu kẻ vần cùng. Duyên dáng là điều giả trá, nhan sắc là chuyện chóng qua. Người phụ nữ kính sợ Chúa mới được người đời ca tụng. Hãy cho nàng hưởng thành quả do tay nàng làm ra, và các công việc của nàng sẽ làm cho nàng được vẻ vang nơi cổng thành. Đó là lời Chúa. Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa. Người hướng huệ nơi tay người tạo nên và hạnh phúc Chúa thương ban muôn đời. Sai trái trong nội thất nhà người, con cái người như đám cây ô liu sum xuê quanh mầm bàn người. Ân lộc của Chúa ban tràn chứa trên kẻ kính sợ Ngài. Xin Chúa từ trên núi Si-on chúc phúc suốt cả đời người. Sống cao liêm tuế trong hạnh phúc tuyệt vời, con cháu người đông đúc như sao xa, ăn vui đến muôn ngàn đời. Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô yêu thương chúng ta và lột mình vì chúng ta. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô
yêu thương hội thánh và lột mình vì hội thánh để thánh hóa hội thánh khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tì ố, không vết nhăn hay mắc gì khác tương tự, nhưng để hội thánh lên thánh thiện và vẹn quyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế người nam sẽ rời cha mẹ mình mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ lên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng: lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt kính thưa hai bạn trẻ, anh Du Xe Đào Văn Tùng và chị Anna Nguyễn Thị Hà, cùng hai gia đình thân mến. Cuộc sống của mỗi người chúng ta, từ khi sinh ra cho đến lúc chết, mọi công việc làm, mọi hành động, tất cả đều chi phối để mong tìm được hạnh phúc. Những con người họ muốn tự tử, thì đối với họ, cái chết là giải thoát đau khổ. Chết để được hạnh phúc. Chúng ta cũng vậy. Cả ngày từ khi mở mắt ra cho đến khi đêm về, mỗi người bôn ba làm ăn kiếm sống. Các em bé cũng vậy, học hành để mơ ước sau này có cuộc sống hạnh phúc. Không ai muốn đau khổ về đời mình. Đó là quy luật tất yếu. Cho nên hôm nay cũng vậy. Anh Du Xe Tùng cũng đã đến tuổi tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc. Cho nên luôn đi tìm cho mình một người yêu. Chị Anna cũng vậy. Sau bao nhiêu ngày tháng vất vả tìm kiếm, để rồi hôm nay hai anh chị đã tìm được nhau. Cho nên hôm nay anh chị cùng với hai bên gia đình, cùng cộng đoàn đến đây để nói lên: chúng tôi đã quyết định. Đó là một sự lựa chọn dứt khoát của anh chị. Nhưng lời cho hôm nay
bài đọc hai cô dâu đọc cho chúng ta thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 5. Mời gọi chúng ta bước vào đời sống hôn nhân gia đình theo mẫu gương nào? Anh em hãy yêu thương Đức Kitô, hãy yêu thương nhau như Đức Kitô yêu thương hội thánh. Như Đức Kitô yêu thương hội thánh. Vậy hội thánh như thế nào? Hội thánh chúng ta đâu có phải là toàn con tất cả mọi người chúng ta đâu có phải là thánh thiện tất cả. Hội thánh trong giáo hội gồm có những con người thánh thiện, bên cạnh đó có những con người đầy tội lỗi nhấp nhơ. Cho nên Đức Kitô yêu nguyên hội thánh là yêu cả những người tội lỗi. Cho nên người chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh. Có nghĩa là anh Giuse hãy yêu chị Anna, yêu mà cái ngôn ngữ ngày nay giới trẻ nó nói là yêu nguyên con đấy. Yêu cả tính tốt, yêu cả tính xấu, yêu cả nét đẹp và yêu cả nét chưa được đẹp. Nhiều người cố công đi tìm, tìm rất kỹ. Họ ngồi họ vẽ ra một lý tưởng, tìm một người vợ như thế này. Anh ta dùng máy móc để đo chiều cao cân nặng để vẽ, rồi vòng ngực, vòng eo, vòng mông phải đúng tiêu chuẩn. Vẽ xong rồi anh đi tìm, tìm mãi không được người như vậy, anh mới đi tìm một người robot. Chỉ có robot mới hoàn thiện được, chứ còn con người chúng ta chẳng có ai hoàn thiện được. Cho nên đó là hình mẫu lý tưởng của một con người do chúng ta tạo ra. Tuy nhiên với thân phận yếu đuối bất toàn, không ai là một con người hoàn hảo cả. Cho nên khi yêu nhau, anh Giuse đã tìm hiểu chị Anna rất kỹ. Những ngày tháng qua mới đi đến quyết định hôm nay, chị Anna cũng vậy. Tuy nhiên người ta bảo, nhiều cụ vào nói với các cha, chơi con sống với ông nhà con năm nay 80 tuổi mà đến bây giờ con mới phát hiện ra cái tính này của ông đấy. Sống cả đời chưa chắc gì đã phát hiện hết. Bởi vì con người chúng ta là một con vật mỗi ngày hoàn thiện hơn. Cho nên hãy nói gương Đức Kitô yêu thương hội thánh như thế nào, thì anh Giuse hãy yêu chị Anna cũng như vậy, và chị Anna hãy yêu anh Giuse cũng như vậy. Hôm nay sáng nay dâng lễ về đồng tế thánh lễ với Đức Tổng ở Bái Xuyên, xong 4 giờ dâng lễ đồng tế với quý cha ở Bái Đô. Các cha lại dùng cơm, tôi bảo tôi phải về dâng lễ, con phải về dâng lễ. Cha quản hạt bảo lễ gì giờ này, bảo con dâng lễ cưới. Cha quản hạt mới bảo nóng như thế này mà cưới cái gì. Bảo, thưa cha, tình yêu không biên giới, nóng cũng cưới, lạnh cũng cưới, đã yêu rồi là không có ngăn trở. Cha không có lý do. Và hôm qua tôi ngồi khi soạn bài tin mừng, tôi đọc một câu chuyện. Người ta sánh ví hôn nhân như là một đôi đũa. Đũa phải có đôi, cho nên đũa bao giờ người ta cũng dùng đôi, không thể dùng một chiếc để gắp thức ăn cả. Hôn nhân cũng vậy, nếu chỉ dùng một chiếc đũa thì có thể chỉ chọc được thức ăn chứ không thể gắp được cái gì. Ấy vậy mà ngày nay nhiều người quan niệm lệch lạc về hôn nhân. Đó là hôn nhân đồng tính. Đấy đâu phải là đôi. Điểm thứ hai, đũa đặc điểm là phải đều nhau, không được so le. Chiếc đôi đũa có thể to, nhỏ, nhưng dài ngắn thì phải bằng nhau. Chứ một chiếc dài, chiếc ngắn không bao giờ mà gắp được. Điều này cũng vậy, vợ chồng là bạn đường ngang hàng với nhau, đồng hưởng ơn ban sự sống của Thiên Chúa. Tránh quan niệm lệch lạc ngày xưa rằng của Nho giáo, phu sướng phụ tùy. Phu sướng phụ tùy, chồng nói vợ phải nghe. Đấy quan niệm ngày xưa vậy. Khi nhà có khách mà chồng có ăn ấy là vợ phải, con là phải xuống bếp ăn.
không được ngồi cùng mâm, phải ngồi rình chờ xem là còn ăn xong lên dọn, mà dọn xong là còn đùi gà là mừng hết cỡ. Đấy, chắc các cụ rõ kinh nghiệm này. Cho nên chồng nói ngày nay phải mang bình đẳng, vợ chồng phải yêu thương nhau, cùng nhau cộng tác trong việc xây dựng gia đình của mình. Điểm thứ ba, hai chiếc đũa phải xuôi chiều. Chiếc đũa có hai đầu, đầu lớn và đầu nhỏ. Người ta gắp bằng đầu nhỏ, nếu gắp bằng đầu lớn và một đầu nhỏ thì rất là khó. Cho nên đây là trường hợp của đôi vợ chồng sống trong cảnh ông nói bà, gà nói vịt, mỗi người sống một ý, không ai nghe ai. Cho nên dễ gây lộn xộn trong gia đình. Cho nên các cụ người ta mới có câu sống mỗi người một nết, chết mỗi người một ý là vậy. Điểm thứ bốn, đôi đũa phải luôn luôn phải thẳng và đều. Đôi khi có thể xảy ra một chiếc thẳng và một chiếc cong làm cho việc gắp thức ăn nó không được chuẩn. Hôn nhân cũng vậy, đây là trường hợp của vợ chồng không trung thực với nhau. Người ta lén lút đi tắt vẻ ngang, người ta xé rào, có những mối tình vụng trộm bất chính, không còn nhớ lại lời kết ước khi tí nữa sau khi chia sẻ anh chị nói lên điều đó. Nên ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu chồng ăn chả thì bà tức cũng phải ăn nem, đứa ở có thèm mua thịt mà ăn. Đấy. Điểm thứ năm, điều quan trọng, hãy giữ đũa cho khỏi mốc và khỏi mọt. Ăn xong ngày nào chúng ta cũng phải rửa để và phơi khô, nếu không đũa sẽ mốc sẽ mọt. Cũng vậy, vợ chồng nếu không để ý đến nhau, mỗi người nhìn một hướng, không biết lo hạnh phúc cho nhau, sống ích kỷ chỉ biết lo bản thân hoặc sống cô độc. Yêu chính mình như trong thần thoại Hy Lạp, có một anh chàng Narcissus chỉ yêu bản thân thôi. Cho nên trong người ta hay khuyên vợ chồng như sau: hãy rửa tội cho tình yêu mỗi buổi sáng và hãy cưới lại nhau mỗi ngày. Có như vậy tình yêu mới hạnh phúc. Và điểm cuối cùng có lẽ ngày nay chúng ta gặp phải rất nhiều, đó là hãy giữ cho đôi đũa hôn nhân gia đình đừng bị gãy. Hôn nhân bị đổ vỡ, đó là lúc chúng ta đang, ngày nay chúng ta thấy rất nhiều, theo thống kê cứ 4 đôi cưới là một đôi dắt nhau ra tòa, chiếm 25%. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói gia đình là nền tảng của xã hội và giáo hội. Nếu nền tảng mà lung lay thì xã hội làm sao đứng vững được. Vì vậy hôm nay anh Giuse Tùng và chị Anna hãy cố gắng giữ làm sao cho đôi đũa của mình, đó là hôn nhân được nguyên vẹn, luôn thẳng, đều cùng chiều, và đừng để bao giờ nó bị mốc, bị mọt, bị so le, và nhất là bị gãy đổ. Để được như vậy, anh chị hãy noi gương Đức Giêsu như bài đọc hai cô dâu đã đọc. Đức Giêsu đã yêu thương hội thánh, yêu thương tất cả những điều chưa tốt, yêu thương những điều mà tưởng chừng không hợp với mình, những sự khác biệt. Đó là lời mời gọi Thánh Phaolô Tông Đồ mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay. Anh chị, hôm nay đến trước tòa Chúa đây, chắc chắn rất là nhiều người đang ước mong và cầu nguyện cho anh chị được hạnh phúc, được nâng đỡ trong đời sống gia đình bởi ơn Chúa. Ước mong sao giờ đây anh chị tự do tự nguyện nói lên lời ưng thận đó, và hãy nhớ 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, 50 năm sau, 100 năm sau, hãy nhớ lại lời mà mình đã hứa trước mặt Chúa và cộng đoàn. Giờ đây anh chị hãy tín ra và nói lên sự ưng thuận của mình trước mặt Chúa và Hội Thánh. Các con thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn Linh Thánh. Trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phù của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh,
Tôi hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse Đào Văn Tùng và chị Anna Nguyễn Thị Hà, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa con không. Thưa con không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa con có. Thưa con có. Khi trọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa con có. Thưa con có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa con có. Thưa con có. Vậy, bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Giuse Đào Văn Tùng xin nhận em Anna Nguyễn Thị Hà làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Anna Nguyễn Thị Hà, nhận anh Giuse Đào Văn Tùng làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian lan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau ốm, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Amen. Em Anna Nguyễn Thị Hà xin hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, Thiên Linh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Đào Văn Tùng xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thế là mọi sự đã hoàn tất. Giờ đây anh chị chính thức trở thành một gia đình. Chúa sẽ đóng ấn và chúc lành cho anh chị. Ước mong sao anh chị hãy nhớ lấy giây phút linh thiêng này, hãy giữ lòng trung thủy, trọn đời yêu thương, gian nan cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng. Đó là lời anh chị vừa nói lên sự ưng thuận của mình. Giờ đây cộng đoàn chúng ta hãy chúc mừng cho đôi anh chị đã chính thức và bước vào đời sống hôn nhân, để anh chị được vững bền mãi mãi. Xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu trong ý định tạo dựng của Người. Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân gia đình. Hôm nay chia vui với anh chị vừa thành hôn, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và dâng lời nguyện xin. Vì Hội Thánh là hiền thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta hãy cầu xin Chúa luôn thánh hóa giữ gìn, để Hội Thánh luôn trong trắng, tinh tuyền, xứng với sứ mạng của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu. Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái,
huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì đời sống gia đình tại trần gian luôn pha lẫn vui buồn, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biết luôn ý thức lời kết ước để mình để sống chung tín với Chúa và với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Vì vai trò cao quý của gia đình, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn thể hiện lời tổ ấm của mình, một cộng đồng đầy lòng tin, chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu cùng Chúa. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, Chúa đã tái thiết và chúc phúc cho đời sống hôn nhân gia đình. Xin nhận lời con cái cầu nguyện và ban muôn ơn lành cho đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang dường ấy. Chúa, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ. Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu. Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu để được Chúa cho thông phần vào tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhận danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Đào Văn Tùng và chị Anna Nguyễn Thị Hà mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn
Nhờ ơn Chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: cả sáng nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho con. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên anh chị đây. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha Chí Thánh, đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha, và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn này xin Cha cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuôn đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Anna Nguyễn Thị Hà và bạn trăm năm của chị là anh Giuse Đào Văn Tùng. Xin Chúa dùng quyền lực Thánh Thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa,
Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ. Xin mình và mẫu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con này xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận yêu thương nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên nhân chứng tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ, đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi, để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi. Hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy.
bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.